Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trận Sát Hải Phòng. Đây là một video rất là thú vị. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn biến một chiếc loa thông minh Google Home Mini thành loa Bluetooth để có thể phát nhạc. Trong một video trước đây, mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc Google Home Mini. Chiếc loa thông minh Google Home Mini, nó là một loại loa thông minh chứ không phải là loa di động. Trên thân của loa thì các bạn có thể thấy không có cổng jack cắm 3.5mm để có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như là điện thoại, máy nghe nhạc hay là máy tính. Và làm cách nào để có thể biến một chiếc loa Google Home Mini thành một chiếc loa Bluetooth thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở đây mình đang có một chiếc Google Home Mini và một chiếc điện thoại iPhone của mình. Mình sẽ cho chiếc điện thoại Google Home Mini kết nối với chiếc iPhone thông qua Bluetooth. Đầu tiên thì mình sẽ cấp nguồn cho loa. Mình sẽ sử dụng cục sạc của điện thoại. Bạn sẽ chờ cho chiếc loa được khởi động lên. Như vậy là chiếc loa đã được khởi động và bây giờ thì mình sẽ mở điện thoại lên và chọn vào phần cài đặt, sau đó thì chọn vào Bluetooth và bây giờ thì mình sẽ ra lệnh bằng giọng nói. Ok Google, connect Bluetooth. Alright, looking for pair devices. Ok, như vậy là chiếc loa đang dò tìm thiết bị. Giờ bạn sẽ bật Bluetooth trên điện thoại lên. Bluetooth is connected to iPhone 7 Cal 28X. Như vậy là chiếc loa đã phát hiện ra chiếc điện thoại, bạn chọn vào cho phép. Ok, như vậy là xong, bạn đã kết nối thành công. Và giờ thì chúng ta có thể phát nhạc như một chiếc loa Bluetooth thông thường. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, that I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things from all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living bad. Okay, Google. Disconnect Bluetooth. Okay, Bluetooth is disconnected. Và nếu bạn không muốn sử dụng nữa thì bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn biến một chiếc loa thông minh Google Home Mini thành một chiếc loa Bluetooth thông thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like cũng như theo dõi kênh của Trận Sát Hải Phòng để có thể xem được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.